Có một người con gái không xinh đẹp, không duyên dáng, không nết na cho lắm. Nhưng mà cô ấy chưa từng ngủ với ai hết. Cô ấy sẽ trao lần đầu tiên cho anh. Anh có thể trả nhiều tiền một chút cho cô ấy được không? Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi chỉ ví dụ thôi mà. Tôi hỏi lại lần nữa, cô cần bao nhiêu tiền? $400,000. Flashback. Anh Đình ơi, hồi sáng giờ con ở đâu mà mẹ gọi không được gì? Điện thoại con bị tắt nguồn. Mà có chuyện gì hả mẹ? Con ơi, thằng Toàn, thằng Toàn nó đụng người ta. Hả? Mẹ nói sao? Nó đụng trúng người ta. Rồi rồi người ta có sao không mẹ? Nó có sao không mẹ? Nó chạy xe ngược chiều, đụng một lúc hai mẹ con. Mẹ con người ta bị thương nặng lắm, đem vô bệnh viện. Bác sĩ kêu là phải có $400,000 để phẫu thuật não. Rồi gia đình người ta bắt mình phải có $400,000 để thường. Mà không có thì người ta sẽ kiện thằng Toàn ra tòa đó. Thằng nghịch tử, mẹ mặc xác nó đi. Mẹ bỏ nó đi tù đi mẹ. Đi tù thì dễ rồi, nhưng ở đây là mình phải cứu người nè con. Nhà người ta nghèo lắm, không phẫu thuật thì thằng bé nó sẽ chết. Con ơi, mẹ không muốn, mẹ không muốn thằng Toàn đó nó mang tội giết người đâu con. Nhưng mà $400,000 con biết kiếm đâu ra Toàn? Từ trước tới giờ anh ngủ với nhiều người phụ nữ như vậy, rồi anh có trả tiền cho những người đó không? Cô nói cái quái gì vậy? Thì anh trả lời tôi đi, có không? Có. Nếu như mà có một người con gái không xinh đẹp, không duyên dáng, không nết na cho lắm, nhưng mà cô ấy chưa từng ngủ với ai hết, cô ấy sẽ trao lần đầu tiên cho anh. Anh có thể trả nhiều tiền một chút cho cô ấy được không? Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi chỉ ví dụ thôi mà. Tôi hỏi lại lần nữa, cô cần bao nhiêu tiền? $400,000. Bảo An, tôi biết á, $400,000 là số tiền quá lớn luôn. Bây giờ nếu như mà anh ngủ với tôi một lần không được, anh có thể ngủ với tôi nhiều lần, không sao đâu. Trong ngày mai tôi sẽ đưa nó cho cô. Cô làm gì vậy? Dẹp đi, hôm nay tôi không có hứng.